Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những cập nhật mới ở phiên bản 1.20. Giờ mình sẽ cần phải đi ngủ một cái. Vô lên đây, lên đây. Ý có cái bình, có cái bịch kìa. Đây bấm liền. 4. Lại lên trên này nằm ngủ tiếp. Sau khi ngủ là sẽ được đưa vô một giấc mơ. Mơ thấy gì đây? Anten. À, lại quay lại thành phố cổ rồi. Và có gì nè? Khi thấy tờ này thì hãy đi lên trên thư viện Isabel. Nói chuyện với người thủ thư tên là Isabel. Ở đây là một chỗ khác. Ở một thành phố khác. Và lần này là có chuyến hành trình gì đang chờ đón đây? Có cây cherry blossom nè. Cây anh đào ha. Wow. Ngôi làng thiệt là đẹp luôn. Giờ chúng ta sẽ cần phải đi qua thư viện bên kia kìa. Đi lên chẩn. Lên đây nè. Khu vực này luôn luôn có suối nước nóng. Qua đây. Hello, hello. Đây là người thủ thư Isabel. Bà thủ thư. Cái gì này không? Mà mình quên coi thử có áo giáp vũ khí gì không à. Chuyện cái coi. Rồi cảm ơn đã tới đây giúp đỡ tụi tôi à. Mọi người không có trả sách gì hết trơn hết á. Bây giờ còn tôi cũng kiếm lại được. Nhưng mà có 6 cuốn đặt sai chỗ. Giờ đi một vòng tìm thử coi. Rồi đặt nó lên. Đi vòng vòng tìm những cuốn sách và đặt nó lên. Mọi người mượn sách nhưng mà mọi người không có đặt vào đúng chỗ thì sau này á hả coi nó khó khăn. Vậy chúng ta sẽ cần phải đi kiếm sách. Kiếm sách đẹp ghê chưa, giống như cái lồng đèn vậy đó. Nó xài cái gỗ cherry wood luôn nè. À, để mình vô nhà lại một cái. Chúng ta phải chạy vòng vòng ở trỏng và vô trong nhà. À, nhà này không có áo giáp. Không có áo giáp à. Đi, đi coi thử. Mọi người cất sách ở đâu rồi? Này, có cái bịch nè. Cuốn sách. Không phải. Không phải cuốn sách này. Xuống bên dưới. Đó là nhà mình. Chúng ta đi vòng vô. Có ai đây không? Có ai không? Ở sách nè. Ồ, tìm được rồi. À. Cuốn thứ hai. Chính xác. Gì đây? Shadow of the Dragon. Fly of the Dragon. Cuốn sách có cái tên rất là thú vị. Ủa vậy chỗ kia không phải. Đâu đi coi thử lại coi nha. Cuốn sách nó phải sáng sáng lên mới được. Nè. Đó. Sao mà không phải được. Đây là Fable Firebreeder. Firebreeder rồng nó thổi lửa đó. Ta còn ba cuốn mà nguyên cái chỗ này bự thiệt bự luôn. Đâu vô trong nhà này thử coi. Hello. Oh. À nghĩa là có thể tìm được hết. Eye of the Darkness. Trong tủ. Không có. Trên lầu thì sao? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ồ, cái cuốn nó lặp lại. Vậy là cỡ nào cũng có thể tìm được tất cả các loại sách. Mình còn thiếu hai loại nữa. Rồi mình phải đi một vòng tìm. Nãy chúng ta từ bên đó qua. Bây giờ chạy qua bên đây. Này, như cái chuồng ngựa vậy đó. Trang trí đẹp quá chừng. Còn bên đây. Hello, hello. À, nhà người ta xây người ta kết hợp các loại gỗ rồi đá vô nè. Đây là cuốn gì đây? Cuốn này mới nè. Đây là Enchanted Wings. Đôi cánh. Đôi cánh được phù phép. Đây là phải chạy qua bên kia. Bên đâu đó bên kia rồi.
Còn nhà này thôi, không có. Ủa, vẫn còn căn bên dưới. Đẹp ghê chưa? Có cái bịch kìa. Ưng. Anh ngó một xíu. Hello. Không có. Những căn còn lại chắc chắn phải có. Không có trong đây. Đi tìm sách trả lại cho thư viện thôi là xong. Cứ gắn sách lên là được. Ở dưới này mà lại không có ha. Nghĩ thế nào dưới này cũng có một cái bao, nhưng mà trong này không có. Có gì không? Kiểm tra một cái. Để chạy vòng qua. Ở đó có lên trên lầu nữa. Mà đâu thấy đường lên lầu đâu. Có thể là lên lầu ở ngoài. Đi coi lại thử coi. Lên lầu ở đâu? Không có lên trển được. Không có đường lên. Thú vị. Bây giờ còn thiếu một cuốn. Mình nghĩ nó sẽ là 6 loại khác nhau, chứ không phải là 6 cuốn giống y chang như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta về ta cất thử coi nha. Cuốn cuối cùng luôn là cuốn khó nhất. Có khi nào ở trong nhà mình không? Rất có thể đó nha. Hello, hello. Em sách về rồi đây. Rồi, chỗ đầu tiên là sách gì? Đặt đại. Place. Còn thiếu một cuốn đặt đại luôn. Gắn lên đại miễn sao kiếm đủ 6 cuốn sách. Còn thiếu nè không? Bên đây và bên đây. Xong. Xong rồi, kiếm đủ sách rồi nè. Hidden passage. Wow. Đâu 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 đâu. Con đường bị ẩn đi đây. Wow. Dữ chưa? Một cái đường bí mật. Tại sao ngôi làng lại có một đường bí mật như thế này? Dẫn đi đâu? Ta hay đi theo. Có cây rìu đó kìa. Lấy cây rìu. Cho rìu ha. Vô lấy rìu. Giờ tiếp tục đi theo con đường này đi. Người ta yêu cầu đi theo con đường này. À, giới thiệu á mà. Khu này á là chỗ trồng rất là nhiều cây tre. Cây tre bây giờ là vật liệu xây dựng mới nè, building material. Chúng ta có thể lấy tre để làm công thức của cái tàu bamboo wrap. Bây giờ ra chặt cây tre thôi. Chặt cây, chặt cây. Nhiều nhiều ra rồi gãy hết đi. Nếu mà thích trồng lại thì vẫn có thể trồng được ha, nhưng mà ở đây nó không cho trồng. Có một mớ nó rớt chảnh nữa. Vô bàn chế tạo nè, mở lên bấm công thức của bamboo block 3 4 5 5 năm rồi. Xẻng xẻng bằng gỗ. Làm bằng công thức này luôn. Không phải. Phải làm bằng công thức này mới chịu. Ố về luôn. À đây. Phải chuyển đổi thành plank trước. Rồi làm công thức của cái xẻng. Xong chuyển cái này thành plank phát nữa. Làm công thức của cái tàu. Bang, bamboo wrap. Đi ra ngoài coi, đi ra ngoài coi. Hey. Cái này là cái bè chứ mấy cái tàu nữa. Đúng chuẩn là cái bè luôn. Và bây giờ hãy đi xuôi dòng, không được đi ngược dòng. Muốn vượt thác. Đây là vượt thác nè. Đi xuôi dòng. Rồi có gì ở đây không? Từ 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 từ.
không cho lên nha, muốn lên cũng không được lên luôn, thì thành ra chúng ta chỉ có đi xuôi dòng thôi. Quy ấy gì vậy? Rồi sao? Có cái kia kìa, không, tôi muốn lên lấy một cái, không cho luôn. Đập ra được không? Đập ra được nè. Làm lại, làm lại, làm lại. Bơi ngược lên, bơi ngược lên. Đó, bơi ngược lên được mà. Bơi ngược lên được. Để lát nữa chúng ta nhảy lên trên nó luôn. Làm lại, làm lại. Nó thấy cái túi không? Ra là thấy cái túi liền. Ê, ấy, gì ấy? Gì ấy? Fail quá chừng fail luôn. Kỳ vậy? Tự nhiên mình đâu có bấm nhảy ra khỏi cái bè đâu. Lên con. Lên, lên. Bè mà đi ngược lên được mới dữ á. Để bơi lên. Chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Rồi nhìn vô. Ê, đâu? Bấm hụt rồi. Thôi thôi đi luôn đi. Bấm hụt. Nhảy lên còn phải bấm nữa. Rồi, và có hai đường luôn rồi. Hai đường. Thôi đi qua đây đi. Qua đây. Người càng quét tất cả những cái bo cái lily pad đó luôn. Ồ, và nghe tiếng gì đó. Chúng ta đang ấy còn chảnh nữa không? Ôi, nhảy cây ra khỏi lỗ luôn rồi. Ê, còn cái túi chảnh nữa kìa, túi vàng ở chảnh. Giờ đi thẳng xuống luôn, thẳng xuống hang. Một cái hang tối quá. Có thể có gì đó sai sai đây. Ôi, cái gì vậy? Có con mắt. À, giật mình tỉnh dậy. Nhưng mà trời vẫn chưa sáng. Hay là ngủ tới lúc trời tối ngày hôm sau luôn rồi. Thầy giáo sư ơi, bà giáo sư đâu rồi? Thầy giáo sư. Hôm nay bà giáo sư đi đâu rồi? Đây rồi, bà giáo sư đây rồi. Bà giáo sư, nãy mơ cái giấc mơ lạ lắm bà giáo sư ơi. Rồi, chào chào bạn. Giờ bạn sẽ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nè, nhưng mà bây giờ tỉnh rồi thì giúp tụi tôi đi. Chúng ta tiếp tục đào bới và phát hiện được Sopisa Sen nè, cái cát đáng nghi ngờ. Giờ xử lý những cái phần cát đó đi. Nhớ lấy cái đồ ở trỏng ra trước. Ok luôn. Ở trong ngôi đền người ta đang xây dựng thêm nè, cột kèo gì này nọ chống cái ngôi đền lên để người ta thực hiện công việc đào bới cho nó dễ. À, và đang đào xuống dưới nè. Có pizza sen đâu đây? Này là quét tới mai luôn, bởi vì nó đâu phải đâu, cái này mới đúng. Để quét ra mà coi còn nữa không. Một cái thôi. Ok, một cái thì một cái. Xong rồi, đây đem về cho bà ấy. Giờ phát hiện được cái cổ vật này nè, Skull Pottery Shack. Ồ, chưa bao giờ làm tôi thất vọng ha. Giờ hãy nghỉ ngơi trong phần còn lại luôn của ngày hôm nay đi. Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng phục dựng cái bình này, cái mảnh vỡ mình tìm được á, ta sẽ cố gắng phục dựng cái bình đó lại. Và phải đi ngủ một lần nữa. Ở trong khu đó thật là thú vị luôn á nha. Và ngủ, nằm đây ngủ, lại nằm mơ tiếp. Điều gì đang chờ đón chúng ta ở phía trước? Ố về luôn, đây là đâu? Cái bè của tôi đâu? Rồi, không có cái bè rồi. Đây là đâu? Và nó có một số loại bông mới kìa. Bên đó là bông mới. Nè, bông mới nè. Đó, bông mới. Không có đập được ha. Và Sniffer! Oh, Sniffer! Tưởng nó đã bị tuyệt chủng lâu rồi chứ. Nhưng mà sao không phải Sniffer.
Nó có thể đào được những cái hột giống của những cái bông cổ đại. Dạ, chúng ta hãy bắt đầu chuyến hành trình coi. Đi ngang với những bé sniffer. Rồi bé đó sniff lên đi. Rồi đâu Anson Flan. Đó là cái bông gì nè? Đây là bông torch flower. Bông đuốc. Bông gì không bông, bông đuốc. Và có xương nè. Anh bấm cái mình lấy miếng xương luôn. Xương đây. Xương đây em ơi. Con này đâu ăn xương đâu. Con này chủ yếu nó sniff là nó hửi á. Nó hửi xong nó đào bới ở dưới đất. Nó sẽ lên được cái hột giống. Con này là con lớn rồi ha. Chúng ta đi vòng vòng kiếm những thứ khác. Ồ, có xương đó nè. Đó 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 đó. Một bông hot flower seed hay quá. Giờ nhìn trái nhìn phải. Trong cái hang này có xương nè. Bone block nè. Cái bone này chắc cũng sẽ có một mục đích gì đó của nó. Không cho lên nữa. Tới đó thôi. Qua đầu bên kia một cái. Còn cái này trồng xuống. À biết rồi. Làm gì? Bone meal. Bước vô. Tan. Sáng lên. Mở cửa. Thật là vĩ đại quá. Ghê thiệt, ghê thiệt. Cánh cửa mở ra. Để mình lên đây mình coi một cái. Biết thế nào cũng còn xương nữa mà. Đấy nè. Có rất là nhiều xương để chúng ta có thể sử dụng được. Thì bé sniffer này là đào lên hai loại hột giống. Và đầu tiên là ta đã có được torch flower rồi. Ta sẽ chạy thẳng qua bển. Còn bông này nữa nè. Pitcher pot. Parkour hả? Cái gì parkour rồi? Giờ ở trên đỉnh của cái cây có cái gì chảnh? Đường này đi sao mà đường kia đi sao? Có bịch này. Nè phải bấm mới được. Để đi vòng qua đây coi. Đi một vòng. Dưới này không có lên được. Đi vòng lên. Ta kho qua luôn. Có gì bên đây? Mình vừa thấy cái bịch tiền thì phải. Chính xác. Chúng ta đi vòng qua lại. Vô trong này coi thử. Đường lên đây. Giờ có thể leo lên trên đây. Lên đây nè. One jump. Có ánh sáng chiếu vô cái gì đó. Hình như nó có hai đường đi luôn á. Ồ, đây nè. Nó có hai đường đi. Bên kia không có đường đi. Rồi leo lên cao hơn nữa. Chỗ đó parkour rớt thôi chứ không gì hết. Leo lên trên đây, nãy đi bên dưới này nè. Rồi lên thôi. Ê khoan, 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 khoan. Có gì không? Không có. Nhiều khi chỗ đó ẩn giấu một cái gì đó. Biết mà, thế nào cũng có gì đó thôi. Ủa đường này đi xuống. Đi hồi cái đi xuống luôn nha. Vậy à. Đi lên.
đi lên chứ không đi xuống, bây giờ là chỉ có đi từ từ lên thôi. Ra giờ ngoài kia nãy parkour tùm lum. Ok, và bây giờ làm sao lên trên rãnh nè, lại phải nhảy xuống đây. Nhảy xuống đây ra ngoài kia đi vòng luôn. Ủa sao có cái bông đó nữa, phải kiếm hộp giống đó nữa hả? Đường này lên trên. Sniper đâu? Không có sniper. Không vui nha. Nếu mà cần có bé sniffer thì bây giờ mình không có lấy cái hộp giống đem theo. Nó có hai đường, lúc nào cũng có hai đường hết trơn. Thì nghĩa là một đường đi lấy túi vàng, một đường đi tiếp. Gì đây? Đạt cầu dao chiếu 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 tới. Ghê chưa, mở cánh cửa đó ra. Nghe từ đó qua kia lên đây. Đi vòng qua. Không đi vòng đường đó được không? Xuống đường này. Không được. Đấy ăn cái là đi thẳng xuống dưới luôn. Không có đường nào hết trơn. Để mình đi đường trên đây đi cho nó chắc cú ha. Đi đường trên này. Đây. Chúng ta đi vòng lại qua đầu bên đó. Đang quan sát. Đi ra đi xuống. À tìm đường qua bển thôi. Ồ ôi. Rớt xuống là đi lại rất là nhiều luôn á. Tên 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 tới rồi. Và còn một cái bông nữa kìa, một cái cửa nữa. Và có gì đây? Một xương. Bốn mũi tên. Một con skeleton được bốn mũi tên. Sáu con. Có những hình vẽ trên đá. Này là một con xương rồi vẽ sáu với cái kiếm. Còn đầu bên kia. Ý ý ý gì nè, gì nè. Ê ghê chưa. Thích linh. À ha, chuẩn bị. Đây là thử thách chiến đấu rồi đây. Thôi năm con. With the skeleton skull. Vị trí số mấy á? Hiểu luôn. Nè vị trí số mấy nè. Vị trí quan trọng nó đếm từ bên nào qua thôi. 1, 2, 3, 4, 5 with the skeleton skull. Nó sẽ là vị trí số mấy? Cái đó là vị trí số 2. Số 2 đếm từ bên trái qua bên phải. Vậy thì with the skeleton skull sẽ là vị trí số 1 theo như dự đoán. Có thùng creeper nè. Bên kia có tiếp cái nữa. Chúng ta có sẵn 2 cái rồi, tìm 4 cái. Skeleton. Đang quan sát xung quanh để đi tìm. Trong này có thùng nào không? Này là Wither Skeleton à. Dễ là phải coi. Về số 6. Cái này là con Skeleton thông thường. Nó khác biệt nhau chút xíu. Con Wither Skeleton á, nó có nhiều cái sọc hơn. Chính xác. Cái nè zombie. Vậy là 5 với 6. 4 với 6 chứ. 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4 nè. Rồi với 6 nè. Ủa, Wolf là số 5 hả? Wolf chưa có. Pickling số 2, ok. Creeper số 3.
Zombie số mấy? Zombie số 1. Cái đó là phải độn sói đâu, độn dịch á. Số 5 thiệt luôn á, có sẵn cái này rồi nè, có Ender Dragon này nè, nhìn tưởng động sói thôi tại dễ ăn mắt nữa không, dễ ăn mắt thiệt luôn á, dễ ăn mắt hay vui quá chừng vui luôn rồi, nhưng mà nhìn lại cái miệng cặp cặp động dịch chứ gì nữa. Rồi vô bấm thử coi được không, thì đủ hết rồi đó nha, bấm bùm ba mở cửa chính xác, hay quá, tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời. Ồ, và phần thưởng dĩ chổng nhìn đã vậy, viên đống vàng luôn, đã liền, chạy vô chổng coi liền luôn, đó là phần thưởng của người đi săn lùng kho báu. Wow, vàng không luôn. Ê, ê, vàng của tôi, vàng vàng của tôi, rồi giật mình tỉnh mộng rồi, trắng tay. Vừa giải được cái gì đó, một cái vô mà một cái kho tàng vô trong đây, cái giật mình đó chỉ là giấc mơ thôi, phải không lấy được cục vàng nào hết. Rồi bà giáo sư đâu, bà giáo sư Stone đâu rồi, là bữa nay không chỉ ba đạn đầu luôn á, chắc phải đi vòng vòng tìm. Rồi bà giáo sư Stone ơi, giáo sư Stone ơi, dậy rồi nè, nay có công chuyện gì không? Chắc không có ông này đâu, đi kiếm bả chỗ khác đi. Bả thường xuất hiện ở chỗ à, chính xác rồi nè, bả đây nè. Hello. Rồi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó. Giờ hy vọng là tìm được cái mảnh cuối cùng để có thể kiếm làm tái tạo được cái bình ha. Sẵn sàng chưa? Giờ chúng ta đã hoàn thành công đoạn đào bới ở xung quanh rồi đó, bây giờ cần phải kiếm được cái món cuối cùng thôi. It's a sand. Chúng ta sẽ đi kiếm cái đó, quét ra một lần nữa để lấy cái mảnh cuối cùng của cái cổ vật, xong chúng ta sẽ phục hồi hiện vật ha. Người ta đào xuống sâu hơn rồi nè. Đây. Wow, cái mảnh này có vẻ bự. Ủa, mảnh này không phải à, mảnh bên đây mới đúng. Đào ra được cái gunpowder thôi. Đang Archer Pottery. Này là cái mảnh khác, nó là từng cái khác nhau. Chúng ta sẽ gom lại và nghe được một câu chuyện. Đâu, câu chuyện gì đây? Mảnh cuối cùng đây, bây giờ chúng ta có thể phục dựng được cái bình rồi đó. Giờ phục dựng những cái gì mà đã bị hủy diệt, cũng như hãy cầm cái này, cầm cái này, đi qua bên kia, cầm thêm những cái mảnh này nữa. Đây, bốn mảnh bỏ vô, 1, 2, 3, 4, decorated pot, để theo thứ tự nào cũng được hết. Và cái bình đây, bình đây, rồi sao nữa bà ơi? Giờ những cái dấu hiệu ở trển có nghĩa là cái gì? Làm sao chúng tới được đây? Ai là người đã sơn chúng? Đó là khảo cổ, chúng ta sẽ thấy được những cái câu chuyện của quá khứ ha. Nhưng mà quan trọng hơn là cái đường sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu, đường dẫn tới tương lai. Và cảm ơn rất là nhiều để giúp cho công việc khám phá cái này. Giờ hy vọng ta sẽ gặp lại nhau sau. Đó, và đặt cái bình xuống rồi nè. Vậy là thử thách của ngày hôm nay chúng ta đã thành công và đã biết được về những cập nhật mới của Minecraft 1.20 Trails and Tales. Và câu chuyện kế tiếp là do chúng ta tự kể ha. Và mình được đưa về đâu đây? Hello, đưa về đây luôn. Quá dữ. Rồi kiếm được gì không? Kiếm được mấy món này. Rồi mấy cái túi. Đó là con sniffer thôi. Quá dữ, quá dữ. À, khu này là tập hợp lại tất cả những cái hiện vật á, xong rồi được đưa vô trong đây luôn. Có cái bè nữa nè. Đó là những cái chúng ta phát hiện ra ở cái smithing đó, chưa có nói tới ha. Ở này có bấm được không? Bấm vô một cái. Và mọi người đang ở đây để thực hiện công việc nghiên cứu thôi. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình cũng đã hoàn thành được hết một chuyến hành trình vô cùng thú vị
cũng như là chúng ta cũng đã đi qua những cập nhật mới trong phiên bản Minecraft 1.20 Trials and Tales. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.